Ê, có sao không vậy? Lên lưng đi. Anh nặng lắm á. Hưng cõng hành cả đời cũng được mà. Làm gì hôm nay Hưng của tôi sinh rồi anh vậy? Ê, mà ai làm người yêu của Hưng chắc là hạnh phúc lắm ha. Ủa, không phải người yêu của Hưng đang ở đây hay sao? Thiệt hả? Đâu? Đâu? Ở trước mặt của Hưng đó. Ê, tôi không có giỡn vậy đâu nha. Đó là sự thật. Hưng có tình cảm với Hạnh. Kể từ ngày mà đi học bên Mỹ, không hiểu sao mà hình ảnh của Hạnh cứ luôn hiện vào trong tâm trí của Hưng. Hạnh có biết là Nothing gonna change my love for you. You ought to know me now how much I love you. One thing you can be sure of, I'll never ask for more than your love. Kể từ ngày mà về Việt Nam, da của Hưng ngày càng đen đi đó. Sao vậy? Tại vì em là tia UV của cuộc đời anh. Em có biết tia UV nó gắt lắm không? Nó gắt giống như là tình cảm của anh dành cho em vậy đó. Hạnh, anh yêu em. Hưng làm gì vậy? Nè, hai người dừng lại. Nè, biến thái. Biến. Nè, hai người dừng lại. Dừng lại. Biến thái. Biến thái. Nè, nè. Tụi bay làm cái gì vậy? Hả? Tại sao ngoại, mẹ và cả Hưng nữa? Tại sao mọi người lại lừa gạt con vậy? Mẹ là làm theo lời của bà ngoại hết á. Bà ngoại khống chế mẹ cho nên mẹ phải làm đó. Ngoại. Vì chữ hiếu mà mẹ phải làm thôi. Ngoại thì ngoại cũng muốn xác định coi ai là rể thôi vậy mà. Chuyện ai là người yêu của con thì mọi người để con tự quyết định đi. Con đâu phải là món hàng đâu. Mà mẹ với ngoại cứ đuốc đẩy ai là đẩy. Ngoại với mẹ làm con quá thất vọng rồi đó. Happy. Đây là lần cuối cùng con xin mọi người. Chuyện tiệm nail đã quá sức chịu đựng của con rồi. Mọi người làm ơn cho con một chút không gian riêng tư đi được không? Hạnh, Hạnh. Con xin lỗi bà, con xin lỗi cô. Đáng lý là con có thể làm tốt hơn được nữa. Mà tụi nó quýnh con dữ quá. Mẹ, tự dưng mẹ kêu nó làm người yêu của Happy làm gì. Cuối cùng bây giờ đó, Happy thì bỏ đi. Còn nó thì bị quýnh bầm mày bầm mặt mém chết nữa. Thôi bây giờ vậy nè. Cái chuyện nó đã xảy ra như vậy rồi. Bây giờ thì con khỏi cần làm bộ theo đuổi Happy nữa ha. Con đâu có làm bộ đâu. Con làm thiệt mà. Ê. Trời con ơi, dầu sôi lửa bỏng gì mà con còn giỡn hết được. Cái mặt con giỡn sao y chang thiệt vậy thì con có thích vậy đâu. Ừ, vô duyên. Con nói thiệt mà. Hả? Con sẽ theo đuổi Happy tới cùng. Alo, Thủ lĩnh hả? Cuộc đua cạnh tranh tình yêu của Happy có thêm một con ngựa. Cụ thể chi tiết làm gì qua mail nha. Okay. Happy, con làm ơn làm phước con ăn chút xíu giùm cho mẹ được không? Không ăn gì hết đó. Mẹ đi ra ngoài đi, không muốn ở một mình. Ok, mami sẽ ra ngoài với điều kiện con phải ăn một chút. Từ sáng giờ con không ăn cái gì đây nè. Nè, cháo ếch ngon lắm nè cục cưng. Mẹ cũng biết lo cho con nữa hả? Chứ sao không lo cho con, lo cho ai bây giờ honey? Mẹ có bao giờ lo cho cảm xúc của con đâu. Bây giờ con sống chết con không cần mẹ lo nữa đâu. Cái gì con đi đâu vậy? Con làm gì vậy? Con ăn giùm mami miếng đi làm ơn mà. Bây giờ mẹ có ra ngoài không? Không, con không có đi. Nè. Cái này sáng mẹ không có giỡn nha. Mày á nha. Mày á, mày coi chừng tao á. Con không có giỡn mặt mày. Thưa chị, em làm gì sai mà em mới bước vô chị chỉ thẳng vô mặt tôi vậy? Hả? Con chỉ vô mặt con của con. Tao mới chỉ vô mặt mày.
Nhưng mà làm mẹ mà không hiểu gì chứ trời. Thôi từ từ con, để từ từ cho nó nguôi ngoai đi con. Thì con cũng muốn cho nó tốt thôi mà má. Làm sao con có thể ngồi yên mà để nhìn nó chọn sai người được. Thôi mà, con đừng khóc nữa mà. Mà lỗi cũng tại má, tự nhiên mới bày ra cái câu chuyện này, cho nên con với con Happy mới xảy ra nông nổi như vậy đó. Trời ơi, tự dưng á, bây giờ lòi thêm thằng nữa rồi con biết chọn rể nào đấy. Con im lặng, cứ để cho trâu bò đánh nhau rồi mũi chết. Má, có nghĩa là trong cái trường hợp này cái câu của má xài không có đúng. Như vậy là nhà mình sẽ là toàn ruồi với muỗi thôi, còn tụi nó là trâu bò. Không có, cái câu đúng nó phải như vậy nè má ơi. Là gì đó kêu bằng cò hạt cắn nhau, ngư ông đắc lợi. Gia đình mình phải là ngư ông. Cò bò gì nó cũng dần đó thôi. Không, ở nông thôn tao nói vậy không có được, mình phải là ngư ông. Tụi nó con cò con hạt nó mới đẹp. Thôi giờ dần về đi. Và tóm lại á, tóm lại là ý của má là em uống sinh tố đi, nhiều vitamin á. Uống đi. Ăn trái cây đi, ngon lắm. Em ăn sữa chua nha, ngon lắm, bổ dưỡng. Em uống sinh tố trước đi. Trái cây nhiều chất dinh dưỡng hơn. Uống đi, uống đi. Em ăn sữa chua đi, có nhiều vitamin trong trái cây. Đúng hơn. Rồi, cái này vitamin. Cái này ngon, này ăn đi. Trời ơi, em không có ăn gì hết á. Ba người muốn ăn gì thì ăn đi. Em nè, không có đi theo em hay chưa? Xong chưa con? Nhanh tay lẹ chân lên nha, chứ để mẹ của Hippy mà về bất tử một cái là coi như tiêu hết con. Dạ con xong rồi ngoại. Xong chưa? Dạ rồi, dạ rồi. Trời ơi. Ai? Giờ con á, tự nhiên mà nhớ. Nhớ mà cái hồi mà ba Hippy á về quê cầu hôn mẹ Hippy. Dạ, ngoại yên tâm, con hứa sẽ yêu thương Happy đến hết cuộc đời luôn. Phải yêu thương nó bằng trái tim của mình, chớ yêu thương bằng cái miệng nghe chưa? Dạ, con biết ngoại. Bây giờ hắn, ngoại xuống, ngoại kêu nó lên. Mà khi con nghe cái bước chân là nó, chứ không ai hết trơn. Nhớ, dạ, nhé. Dạ. Ừ. Hạnh, em đứng yên đó, đừng cục cựa gì nha. Làm vợ anh nha, em yêu. Gì kỳ vậy? Thank you.
Em đứng yên đó. Em đừng nói gì hết. Em đừng có cục cửa. À, em đừng có nhúc nhích gì hết nha. Để anh nói. Bình thường anh đứng trước mặt toàn thể nhân viên, anh nói từ sáng tới chiều luôn cũng không dấp. Nhưng không biết sao nay đứng trước mặt em, anh hồi hộp quá. Nên có gì anh cà lâm em bỏ qua cho anh nha. Tài sản của anh không có gì nhiều nhưng cũng không có ít. À, với lại anh mới mua chiếc xe và sắp tới anh còn mua thêm căn nhà ở Việt Nam nữa. Nói chung tất cả tài sản của anh sẽ là của em, và em sẽ là tài sản vô giá nhất của anh. Làm vợ anh nha.